rồi, duyên nhất này. Chị khẩn trương đứng sang hai bên nào. Chị Thanh Hương, chị Mai Hương, chị Phương Dung, chị Phương Hạnh, chị Bùi Hạnh, anh Đỗ Minh Châu, chị Phạm Thanh Thanh, chị Khánh Dung và chị Trương Tuyết. Vâng, tiếp theo xin mời chị Phạm Thu Linh, anh Phạm Văn Dũng, chị Ngân An, anh Đoàn Sơn, chị Minh Hải, anh Ngọc Mạnh, anh Nguyễn Việt Khanh và anh Trần Hòa. Đây là các nhà tài trợ của chương trình. Mời các anh các chị lên sân khấu để nhận kỷ niệm chương và hoa của ban tổ chức ạ. Và xin trân trọng kính mời chị Kim Dung, anh Phạm Văn Dũng, đại diện ban tổ chức để tặng kỷ niệm chương và tặng hoa cho các nhà tài trợ của chúng ta. Vâng, xin tất cả chúng ta một tràng pháo tay nồng nhiệt dành cho các nhà tài trợ nhé. Vâng ạ, các nhà tài trợ của chúng ta rất là xinh đẹp. Và đây là những mạnh thường quân của một thoáng nước Nga. Tổ chức